Chúa theo Thánh Gioan chương 3 câu 1 đến câu 8. Khi ấy, trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giê-xu ban đêm. Ông nói với người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Đức Giê-xu trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ân trên." Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" Đức Giê-xu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ân trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và ông Ni-cô-đê-mô có nội dung đề cập đến vấn đề cốt lõi của lề luật. Làm sao để một người trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong vương quốc của Ngài? Chúa Giê-xu đã đưa ra câu trả lời thật xúc tích và gây ngạc nhiên cho ông Ni-cô-đê-mô. Không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Lần sinh ra mà Chúa Giê-xu nói đến rõ ràng không phải là sự sinh ra về thể lý. Đây là một khởi đầu mới của sự sống do thần khí của Chúa mang lại cho những ai khao khát được biến đổi và trở nên con cái của Ngài. Như vậy, lần sinh ra này trước hết là do bởi ơn trên, do tình yêu bao la của Chúa. Đồng thời cũng cần sự cộng tác và đón nhận của những tâm hồn kiên quyết từ bỏ đời sống cũ mà bước theo thần khí hướng dẫn. Chúng ta đang sống trong niềm vui của mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, là thời gian nhắc nhớ việc Chúa đã chiến thắng tử thần để mang lại cho chúng ta sự sống mới. Sự sống mới này giúp chúng ta bước vào trong mối tương quan với Thiên Chúa như những người con được gọi người là cha. Điều đó quả là hạnh phúc thật lớn lao đối với chúng ta. Thế nhưng, nó cũng đòi hỏi mỗi người phải cố gắng hơn trong đời sống của mình, quyết tâm từ bỏ những gì là bất xứng với phẩm vị là con cái của Thiên Chúa, hầu làm hiển danh Ngài trên toàn cõi nhân gian này. Lạy Chúa Giê-xu chí ái, Chúa đã mang lại cho chúng con sự sống mới qua cuộc thương khó và phục sinh của Chúa. Xin đổi mới hồng ân đức tin nơi mỗi người chúng con, để mỗi ngày chúng con biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, đấng luôn dùng quyền năng và tình yêu để biến đổi chúng con được giống Chúa hơn. Amen.